Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải biển số 61C-557-14 lưu thông trên đường đội tuyển 743 hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe ô tô đi đến đoạn giao nhau với đường An Phú 03 thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An thì tông vào ba xe máy, không dừng lại ở đó. Xe ô tô bán tải tiếp tục tông đổ một cây xanh và một biển báo giao thông mới dừng lại, tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường. Bốn người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy văng khắp mặt đường lực lượng chức năng thành phố thuận an đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm